Ổng ổ không thấy em ngụy trang hết rồi hả? Một lát về thế nào ổng cũng hỏi về cái bàn này nè. Không, bây giờ mình để hở bên đây, mình giấu bên kia, lát em chui xuống dưới. Trời ơi, yên tâm đi, tủ lượng em cao lắm. Ổng si nhê gì? Chị tin em đó nha. Ừ. À, anh về rồi kìa. Thôi thôi thôi, thôi đừng có ăn nữa, đừng có ăn thôi, nữa. Thôi, 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 núp xuống lại lên, lại lên. À, anh về đâu? Qua trời. Trời. Sao bữa nay cái bèn mà tự nhiên mày đặt vừa bỏ cái khăn bèn nào lên như trong nhà hèn vậy bà nào? Bỏ ra đi sao nó trâu vậy? Đừng. Anh đừng có đụng vô bất cứ cái gì mà em đã trang trí trên cái bàn này. Tại sao? Tại vì em đã mất cả buổi trời để mà em bày biện cho nó thiệt là đẹp mắt. Là em muốn có cái chuyện quan trọng để em thổ lộ cùng với anh. Cho nên anh đừng có đụng chạm vô, em sẽ đau lòng lắm ha. Vợ chồng ở với nhau bao lâu ra bị đặt rồi có cái gì mà thổ lộ? Hôm nay Dung trịnh trọng tuyên bố với Hải là Dung muốn thách đấu với Hải. Thách đấu cái gì? Thách nhậu với Hải. Qua trời. Nếu mà Dung thắng á, là Hải phải hứa với Dung là từ rày về sau là Hải bỏ nhậu. Hải chơi không? Mày điên quá. Điên vừa phải đâu. Tự dưng mà kêu nhậu chung với người ta. Thách đấu gì điên vừa phải thôi. Sợ. Ý là từ chối không muốn thi đấu gì. Thôi được, không cho anh thi nữa. Vậy thì anh phải hứa là anh bỏ nhậu. Mà không quê, không phải là tôi sợ. Mà lại là tại vì tôi sợ là tôi uống với bà uống không lại. Tôi bà xíu ngay tại đây luôn nè. Nó giỡn. Gì? Anh sợ tôi uống không lại anh hả? Bà làm gì mà uống lại tôi mới bị đặt. Uống lại không? Uống lại không ta? Uống lại không ta? Xin lỗi anh à. Bây giờ em uống lại anh thì anh đồng ý không? Đồng ý là sẽ bỏ nhậu không? Vô. Đổi thách luôn. Chuyện nhỏ có gì đâu. Rồi vô đi. Ly đầu tiên. Ừ. Coi như là mình chào hỏi. Rào. Ly này ly chào hỏi đúng không? Chào hỏi. Mời các hè uống trước. Xin lỗi à. Mời các hạ uống trước. Dạ, chuyện này chuyện nhỏ này. Coi tôi uống nè. Ừ. Nghe cái tiếng e e gì ở đâu đây nè bay. Em à nè chứ ở đâu. Em uống rượu nó đã quá em phải à chứ ở đâu. Tiệc luôn á hả? Sao? Uống đi chứ, hết rồi nè. Rồi uống đi. Ừ. Tốt, tốt, tốt. Rót đi. Rồi, ly thứ hai. Ly này mới gọi là thách đấu. Thách đấu đúng không? Ừ. Ra uống. Mời uống. Cái gì vậy em? Cái gì? Đã. Đã quá. Phải. Phải gì? Cái này là bè tự bè tác động vô cái thân thở bè. Thì đúng rồi. Hồi nãy là giống như là có ai tác động vô bè á. Trời ơi, là do em uống xong cái người em nó rần rần. Em thăng qua cái em đó. Đúng không, đúng không, đúng không? Đúng không, anh uống anh phơ, anh cũng tự vô nuôi á. Anh uống cái ly này cho em coi nè. Đó, giỏi quá mà. Ai đó, à, giống kìa, giống kìa, quá đẹp, quá đẹp đâu. Nó đó, nó đó. Một ly nữa. Ly thứ ba. Chung kết. Wow, ly này ly chung kết nha. Ai thua là thua luôn luôn. Rồi, vô đi. Vô. Hai, ba. Vô. Đã quá. Vô đi. Cái bèn này giống như thành tinh đi. Từ nó nấu đi chen tiếng ngừ luôn. Đâu có giọng của em mà. Giọng gì bè lè quá vậy. Giống như bị khen giọng như bè nào. Đó em đang rên nè. Có xèo tôi.
thiệt mà. Thấy đỡ cái tấm rèm này là tôi hiểu đâu. Đúng rồi, anh Trung à. Quá trời ơi mẹ, quá trời ơi mẹ. Quá trời ơi mẹ bèm. Quá trời. Quá trời. Dạ. Sao mà đó đúng là mẹ bèn luôn á. Cái dạ. Cái đầm bằng y chang lên cái rèm này luôn á trời trời. Dạ. Trời hết trời luôn. Cái mẹ nào là sao tự dưng có mặt ở đây vậy trời? Ừ, sao? À. Có mặt ở đây được không? Bây giờ trời ơi, quân sư ơi, quân sư kỳ vậy. Bây giờ không sai là không về. Ông nè. Dạ coi. Về vậy trời. Xử lý ông nè. Bình thường anh về là anh hành hạ vợ anh đúng không? Hành hạ cái gì? Bà lui ra, tôi nói chuyện với vợ tôi. Thì ra từ nãy tới giờ lừa tôi đúng không? Lừa tôi xong mà uống rượu đưa cái ba này uống chứ gì? Quay, đừng có manh động nghe. Quay. Bước qua cái này là bước qua xác tôi nè. Sao? Sao? Ây da. Bây giờ ngồi nói chuyện với hai người đàn ông rồi. Sao? Bình thường anh về anh hành hạ vợ anh. Tôi hành hạ đây anh. Anh nhắm anh chơi được mấy cái này hả? Mày tính đi. Giờ coi nó kia. Sao? Anh phải hứa là tôi nói ai vậy sao không được hành hạ vợ anh nữa. Còn không là tôi sẽ lấy cái này. Tôi hành hạ anh. Bậy bậy làm gì mà có hành hạ. Hành hạ không? Sao? Hảo vợ tôi nè. Bây giờ bình thường thì để anh với anh đi nhậu với là anh hành hạ em vậy luôn á hả? Không có. Thấy chưa, làm gì có. Gấp 10 lần như vậy. Gấp 10 hả?